Kính thưa các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo địa phương, cùng toàn thể các em các cháu, thì hôm nay thay mặt cho lãnh đạo địa phương thì tôi kết hợp cùng với lại trưởng phó thôn để tổ chức một cái buổi gặp mặt. Thế thì về dự cái buổi gặp mặt hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Nguyễn Phú Thị, chủ tịch ủy ban dân xã và cũng là chủ tịch hội khuyến học xã Hồng Phong, các đồng chí lãnh đạo của thôn nhà cùng các bác các chú các anh đại diện cho hội đồng hương thôn Quang Dực tại Hà Nội về dự cái buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cái đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thì là thay mặt cho lãnh đạo thôn là tôi mời các cháu các em là tân sinh viên là những học sinh của thôn Quang Dực chúng ta vừa thi đỗ vào các trường đại học là ở thôn chúng ta gồm có 8 cháu. Thế và các cháu hiện tại đang là học sinh của lớp 12 học công lập và dân lập của thị trấn Bình Giang. Thế thì trong năm học 2017-2018 ở thôn chúng ta là có 8 cháu, tính đến thời điểm hiện tại là 8 cháu đã có giấy trúng tuyển vào các trường đại học. Thế thì sau đây tôi xin thông qua danh sách các cái cháu học sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học trong năm học 2017-2018 của thôn Quang Dực chúng ta. Một là cháu Nguyễn Đức Minh trúng tuyển vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hai là cháu Nguyễn Văn Vượng trúng tuyển Học viện Ngân hàng. Ba là cháu Nguyễn Thu Trang trúng tuyển vào trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Bốn là cháu Nguyễn Trung Đức trúng tuyển vào trường Đại học Hàng hải Hải Phòng. Năm là cháu Nguyễn Thị Huyền Trang trúng tuyển vào trường Đại học Y Hải Phòng. 6 là cháu Đinh Bá Bảo trúng tuyển Đại học Xây dựng Hà Nội. 7 là cháu Nguyễn Thanh Nga trúng tuyển Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. 8 là cháu Nguyễn Thị Ngọc Huyền trúng tuyển Đại học ở Hà Nội. Năm nay là cũng nhận được sự quan tâm của các chú các anh. Thế thì các chú các anh cũng đã trao đổi với đệ ở địa phương thôn nhà. Thế thì về cái xây dựng phong trào này thì tí nữa đồng chí Nguyễn Vũ Thi về dự với chúng ta sẽ có những cái phát biểu sâu hơn. Thế nhưng ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh cái buổi gặp mặt ngày hôm nay là một cái buổi giao lưu là hết sức gần gũi thân thiết. Đấy. Để thứ nhất là đối với các cháu vừa thi đỗ đại học là để có những cái kết nối với các bác các chú các anh các chị hiện đang học tập sinh sống tại Hà Nội. Đấy, xem là những cái bước đầu khi xa nhà mà có những cái khó khăn bỡ ngỡ gì. Đấy, thì các cháu có thể liên lạc và các chú các bác các anh có thể tạo điều kiện giúp đỡ. Đấy, để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất trong cái công việc học tập của các cháu. Thứ hai nữa là đối với này, các cháu hiện đang học lớp 12 thì các cháu cũng sẽ có những cái tham khảo chia sẻ và có thể là học hỏi những cái kinh nghiệm để làm sao chúng ta có cái định hướng tốt nhất để phục vụ để đạt được cái kết quả cao nhất trong cái kỳ thi sắp tới đây. Vì bây giờ các cháu cũng là học ở cuối cấp rồi. Đấy. Thế thì theo tôi nắm bắt được trong những năm học vừa qua sau mỗi kỳ thi đại học đấy thì có những cái cháu mà học rất tốt. Đấy. Thế nhưng mà khi đi thi thì mình định hướng chưa tốt. Thế cho nên là mình chưa đạt được cái kết quả cao. Thế sau đây xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Tuấn sẽ lên điều hành cái duy trì cái buổi giao lưu này với các cháu. Xin kính thưa đồng chí Nguyễn Quốc Thị, chủ tịch xã Hồng Phong, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của thôn Quang Dực, kính thưa anh Bùi Trọng Tấn hiện đang là chủ tịch của hội đồng hương Quang Dực tại Hà Nội, kính thưa tất cả quý vị đại biểu, thưa các em tân sinh viên và các em
học sinh đang học lớp 12 của thôn nhà. Lời đầu tiên thì cho phép tôi thay mặt hội trí thức trẻ của thôn Quang Dực và cũng là nòng cốt của hội đồng hương thôn Quang Dực tại Hà Nội được gửi đến các em tân sinh viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc cho các em trong thời gian tới khi mà vào các trường đại học thì sẽ có thật nhiều sức khỏe và học tập ngày càng tiến bộ, gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Lời đầu tiên thì cho phép tôi được thay mặt hội trí thức trẻ trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của xã cũng như là của thôn nhà đã quan tâm tạo điều kiện cho chúng tôi, những người con xa quê hương, được đúng cái ngày này hàng năm chúng tôi lại được về cái thôn nhà và được chúc mừng các tân sinh viên. Thì tôi cũng mong rằng thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo của xã cũng như là của thôn nhà để có thể có cơ hội cũng như là có điều kiện được đóng góp nhiều hơn nữa cho thôn chúng ta. Đinh Văn Bằng, cháu là nhập học chưa? Cháu nhập thôn 26 rồi. Đã thuê được nhà chưa? Thuê được rồi, thuê trước một cái hiệu. Ở một mình hay là chúng ta? Tối ba người. Là mình đã lên Hà Nội thì mình thuê nhà chưa? Thuê nhà xong rồi. Đã bị xong rồi. Còn về học thì chắc chưa học nên là chưa biết nhiều. Rồi. Như vậy là cháu cũng đã có sự chuẩn bị và gia đình cũng đã có sự chuẩn bị và cũng thì cháu có đã chuẩn bị khi nào thì đến Hà Nội? Đó là ngày mai thôi. Là mình nhập trường xong mình học luôn đấy ạ? Cháu học được một thời gian từ mấy hôm. Mình là cũng thuê trọ ở ngoài đấy đúng không? Cháu ở những người thân. Ở nhà bà con đúng không? Vâng. Cháu bên nhau. Cháu Nguyễn Thu Trang. Cháu nhập trường, cháu đi học rồi. Đi học rồi. Xong hôm nay là chủ nghỉ lại về đúng không? Cháu mới khai giảng, cháu học được 3 hôm rồi. 3 hôm. Thế thì cũng ở ngoài ở cái gì khác? Cháu ở ngoài, trọ ở ngoài. Trọ ở một mình à? Không ạ, trọ với bạn. Bạn có bạn cùng quê rồi, có bạn ở nơi khác ạ. Có khó khăn gì không? Thì cũng phải ra đổi chia sẻ luôn mà. Thế bên Hà Nội mà nhập học được mấy hôm thì có phát sinh cái gì khó khăn không? Hiểm cả. Chưa phải biết thư về. Nguyễn Trung Đức là Đại học Hàng Hải Hải Phòng đúng không? Tuy nhiên là các chú với lại các anh ở đây cũng có rất là nhiều người quen ở dưới Hà Nội Hải Phòng ấy nhá. Thì cháu đã nhập học chưa? Cháu ngày mùng năm mình đi rồi. Mùng năm mới đi. Đã tìm được chỗ ở chưa? Chưa. Thế lúc đấy ra thì mình thấy đúng không? Con trai thì đỡ hơn. Rồi, cảm ơn cháu. Cháu Nguyễn Thị Huyền Trang đâu? Đại học Y Hải Phòng. Thì hôm nay về gặp mặt với các em tân sinh viên thì hội đồng hương tại Hà Nội cũng có một món quà nho nhỏ tặng các cháu và chúc mừng các cháu tân sinh viên. Thì sau đây thì xin mời các cháu tân sinh viên lên trên bục ở trên này và trân trọng kính mời anh Bùi Trọng Tấn, chủ tịch của hội đồng hương tại Hà Nội sẽ lên trao quà và chúc mừng các cháu. Thank you.
được về đây dự cái thôn cô dực chúng ta để trao học bổng cho các cháu tân sinh viên tại thôn cô dực. Lần đầu tiên tôi kính chúc tới ông chủ tịch, ông trưởng thôn và tất cả các quý vị cùng các cháu một sức khỏe dồi dào, một nghị lực. Chúc cho tất cả chúng ta may mắn, thành công và thành đạt trong cuộc sống. Làm sao làm được cái điều gì đó có ích cho cộng đồng của thôn Quang Dực nếu như chúng ta không phải là Hà Nội, ở Hải Phòng hay ở đâu chứ chăng nữa thì cố gắng làm gì đó để có một sức ảnh hưởng cho cái cộng đồng thôn ta. Làm sao có một sức ảnh hưởng để dìu dắt tất cả những thế hệ sau, các cái em, các cháu cố gắng vươn lên để noi theo, dạy dỡ cho cái thôn Quang Dực chúng ta đúng cái nghĩa là Quang Dực, quang là tỏa rực là sáng. Xin hết ạ. Tôi xin trân trọng cảm ơn cái ý kiến phát biểu cũng là cái lời chia sẻ rất là tâm huyết và sâu sắc của bác Bùi Trọng Tấn. Cũng xin kính chúc bác cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tiếp sau đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban dân xã cũng là Chủ tịch Hội khuyến học xã Hồng Phong sẽ nên có lời phát biểu chia sẻ cùng với các cháu các em. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho cấp ủy chính quyền thôn Quang Dực, kính thưa các đồng chí đại biểu về dự cuộc họp hôm nay, thế thì rất là vinh dự được mời về dự cái cuộc gặp mặt hôm nay. Là những cái cuộc gặp mặt mà hàng năm thì chúng ta chỉ có một lần, và một lần này thì không phải ai cũng được đến đây dự, mà những người đỗ đạt, những người thành công trong học tập và những người đang quan tâm đến cái phong trào khuyến học khuyến tài của thôn Quang Dực, và những người có tâm huyết truyền ở cho thế hệ sau thì chúng ta mới được đến đây dự. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương về dự hội nghị hôm nay, cuộc gặp mặt hôm nay, và cũng là người con của địa phương, xin chân thành và cảm ơn các đồng chí trong hội trí thức trẻ, hội đồng hương của con em Quang Dực Hà Nội. Xin kính chúc các đồng chí luôn có sức khỏe, làm ăn phát đạt và luôn quan tâm đến cái phong trào khuyến học khuyến tài của địa phương. Chúc các sinh viên và tân sinh viên của thôn Quang Dực chúng ta luôn có một sức khỏe và bắt tay vào công việc học hành và nghiên cứu của mình trong lĩnh vực từng trường đại học, phát huy những nhân tố trí tuệ tài năng của thôn Quang Dực chúng ta ngày càng phát triển. Xin cảm ơn và xin hết ý kiến tại đây. Và xin chân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Quốc Thịnh. Báo cáo với toàn thể các vị đại biểu và các cháu. Thế thì về dự buổi gặp mặt ngày hôm nay thì tôi cũng xin giới thiệu là cháu Nguyễn Đức Minh vừa rồi thi đỗ vào trường đại học Bách Khoa Hà Nội, thì mời cháu nên phát biểu cảm tưởng. Thưa các bạn, hôm nay thì cháu cảm thấy rất là vui khi được đứng đây và chia sẻ và được gặp mặt và nói chuyện với các bác, các chú và các bạn, các em. Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác đã tổ chức cho cháu một cuộc gặp mặt rất là ý nghĩa như thế này. Vào năm ngoái thì cháu cũng tham gia một cuộc gặp mặt như thế này. Cháu cũng cảm thấy nó rất là ý nghĩa và truyền rất nhiều động lực cho cháu để cháu học tập. Và hy vọng là các em ở đây năm sau thi đại học cũng sẽ cảm nhận được phần nào để cố gắng học tập hơn nữa. Còn về việc học tập ở trên kia thì đây mới chỉ là khởi đầu nên là cháu vẫn chưa gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà nếu mà có khó khăn thì cháu sẽ liên hệ với các anh, các bác
để giúp đỡ chúng cháu ạ. Để nhận được sự ủng hộ của anh các bác. Thì một lần nữa là xin chân thành cảm ơn các bác, các anh hội đồng hương cũng như là người lãnh đạo địa phương đã thu xếp thời gian về giữ cái buổi gặp mặt ngày hôm nay. Thế trước khi chúng ta kết thúc thì xin chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các cháu là luôn luôn có sức khỏe dồi dào và thành đạt trong cuộc sống.